Phiêu các bạn thân mến. Đây Columbine đang có mặt tại chợ Bến Tre. Đáng lẽ ra hôm nay tối nay mình bây giờ là 6 giờ 10 phút rồi, chỉ còn 20 phút nữa là mình sẽ gặp khách, nhưng mà vừa livestream xong các bạn bảo là chúng tôi đi ăn bánh canh bình bột sắt đi. Ở tại cái đây là cái cầu gì ta? Dạ cầu cầu Bến Tre 1 hay sao? Biết phải cầu Bến Tre mà. Ở bên đây là chợ Bến Tre. Rồi. Và nãy mình nói mình thấy ở đây có một cái cô bán bánh canh bột sắt. Nãy có tính ghé rồi mà cuối cùng đi về. Rồi vì khán giả cũng yêu mọi người đề, mọi người yêu cầu là có nên phải chạy liền luôn. Và bây giờ là chỉ còn ít phút nữa thôi, không biết thấy cô đã nghiêng thùng đổ nước rồi, không biết là còn bán hay không. Trời ơi, không, thiệt sự là không còn một con nào luôn hả? Dạ rồi, bánh sống quá vậy bánh canh. Dạ. Sống quá. Tại vì trời ơi, tôi gặp anh em trong truyền hình. Dạ rồi, fan hâm mộ khán giả gọi quá trời luôn. Nói chú ơi, chú đi ghé chỗ bánh canh vịt bột sắt đây ngon lắm. Ủa cái cầu này nó là cầu Lạc gì nè? Cầu này cầu Cái Cối. Cầu dạ, cầu Bến Tre 1. Bến Tre 1. À nói là chợ Lạc gì á, chợ quận 3 này, chợ quận 2. Dạ. Cái này cũng chợ Bến Tre mà phải không? Dạ hả con. Quận 3 cũng tỉnh Bến Tre mình luôn. Dạ dạ. Chợ quận 2. Chợ quận 2. Mấy bữa nè. Dạ, tôi vừa ghé đây rồi hả? Dạ. Thôi vậy thôi, vậy anh em mình kia chết đi. Thôi tranh thủ chụp quan chụp anh lắm với cô đi, rồi bữa sau mình nhớ mình xuống. Trời ơi, tôi gặp anh em trong truyền hình hoài. Dạ dạ. Bộ cô chú có bán chị bán đây lâu rồi. Bán chợ này cũng được ba mấy năm rồi. Ba mươi mấy năm hả, là lúc là chị anh còn tôi bán luôn trong cái chợ này. Là lúc là chị anh còn trẻ đó. Dạ. Lúc bán là chị đã chị anh đã cưới nhau chưa? Lúc bán là anh chị đã đúng rồi là cưới nhau rồi hả? Rồi vui đó. Gặp anh em ở trong trường nhé. Dạ dạ dạ. Anh em ở trong trường nhé, trường anh cũng bán. Ôi ơi sáu bán mấy giờ chị? Mấy giờ? 3:30 mở ra. Khoảng buổi sáng khoảng 7 giờ mới hết trời. Không, ít khi có nào bữa 7 giờ lắm, có bữa bán chừng 6 mấy 7 giờ. Dạ. Dọn á. 3 giờ rưỡi là có ra. Bữa nào đi, bữa nào anh em. Trời ơi. Tôi gặp anh em ở trong trường giá nha. Dạ dạ, bữa nào đi. Mới các bạn mới tôi cũng thấy hình trong thời gian đó. Quý vị và các bạn thân mến, Columbine đã cố gắng hết sức. Chỉ còn 15 phút nữa là mình sẽ phải gặp đối tác, phải gặp khách rồi mà vẫn vì các fan kêu gọi thì mình phải đi ngay lập tức luôn. Thấy không nè? Ở trong trường gian. Quay 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 dạ dạ rồi rồi tính là vô giấc tôi cuối mà không được. Thôi, tức là mình nói sớm sớm 3 giờ rưỡi ra. Dạ dạ. Dạ rồi em xin chụp với chị Thấm đi. Dạ dạ. Rồi đây. Rồi chụp tấm hình nha. Rồi 3, 2, 1 tấm hình đây con. Rồi cho con đi bánh cẩn nha. Vui á, rồi. Dạ chị cái gì chị? Dạ thứ hai, tên Soàn. Dạ chị hai Soàn rồi. Bánh canh bột sắt hai Soàn. Còn sao? Hai Soàn là chỉ tên Soàn chứ không phải là chị bán bánh canh mà chỉ một Soàn nha. Dạ rồi cảm ơn chị. Đây là tôi thấy hiện tại luôn á. Rồi cho anh vuông tấm nó đi. Rồi. Thôi, đây là trường gián con. Chú mình ở trong thời gian á. Rồi. Ba lắm, chú nhìn nè, chú nhìn này chú. Ba một chút rồi nha. Rồi, hiếm lắm. Ôi, mới gặp anh em thời gian. Dạ. Rồi. Rồi hai. Rồi quý quá. Hai anh chị hai Soàn dễ thương quá. Rồi rồi, quá vui rồi. Rồi con về khỏe nha. Con về khỏe nha. Mấy em cháu à, cháu với ông Năm gì? Ủa chị cũng coi hả? Coi ngày nào cũng coi đấy. Trời ơi khán giả thân thương của tôi mà tôi cũng chưa là quay được. Thôi đợt phải tranh thủ xuống nữa. Ở đây có mấy cái chỗ bán đồ ăn rất lạ nha. Ở đây bán buổi chiều mà chỗ chị hai bánh canh bột sắt của bánh canh vịt hả chị? Bánh canh vịt chứ không phải là bánh canh heo. Đó, bánh canh vịt bột sắt. Ôi.
giờ này đứng chuẩn bị tới giờ ăn rồi, đói quá. Rồi bánh bún riêu Tú Điền cũng bán buổi chiều luôn. Ít bán buổi sáng quá ta. Buổi sáng có quán nào ngon không? Dưới này. Bán sáng chiều luôn á. Nó bán sáng chiều luôn á. Buổi chiều á chị. Buổi chiều Tú Điền á. Buổi sáng nhiều người nó bán buổi chiều rồi đó. Có bán. Giờ này vô cổng là có ăn đầy đủ luôn. Dạ. Thôi sáng mai mình tính tiếp đi. Cô bán buổi chiều. Ồ. Mình cũng nghĩ chắc cũng còn, giờ đây cũng phải còn vài tô. Hồi nãy chạy ngang rồi mà tính ghé rồi. Sáng xong rồi nói ủa sao chắc lộn quá, nói cái quán này đông lắm. Khương Dừa nói quán này đông lắm, đi ngang thấy không? Mình thấy ủa sao đâu có đông đâu, mình nghĩ chắc là lộn quán rồi. Tại giờ cao điểm là giờ 4 giờ mấy là đông dữ lắm. Dạ, 4 giờ mấy là gì? Thôi mình bữa nào phải canh cái bữa lúc đông mới vô chen chen chút rồi dứt. Cướp bánh canh, cướp bánh canh tại Bến Tre. Bánh canh dùm dạ thôi anh chào anh chị nha. Dạ, chúc anh chị không may bán đắt nha. Rồi dạ dạ. Tôi thấy anh em này nhiều đúng là. Dạ dạ dạ. Rồi thôi ở đây là ngay dưới chân cầu Bến Tre nha, bánh canh một thôi mình chưa có review nhưng mình cũng giới thiệu mọi người đi ăn thử trước nha. Chưa hầu hết là các clip các mình ăn xong mình mới giới thiệu, còn giờ là bữa nay mình chưa ăn mình vẫn giới thiệu đây nè, tới ủng hộ chị Hai Toàn. Vậy chứ có quay vô. Ồ đây đường Chi Lăng hả chị? Rồi đường Chi Lăng, ngay đầu đường Chi Lăng đối diện chợ Bến Tre và cầu Bến Tre. Một xin chào tạm biệt quý vị các bạn. Số rồi không phải muốn ăn là được đâu, thấy không, không có duyên ăn là đói à. Bãi nãy chú đi rồi, nãy chú ghé là có dạ.